Đây là một cái lô hàng tri ân khách hàng của công ty Mai Quy trong thời gian vừa qua dành cho các bạn yêu thích hàng hoa. Đây là cây ám cổ Văn Giang, một cây đẹp nhất, sai cây đẹp nhất trong thời gian vừa qua. Thì bình thường chúng ta mua những cây vậy là 350, thì đối với những sai ám cổ Văn Giang nó to hơn vậy, bự như vậy, thì chúng ta mua với giá nhỉnh hơn một chút thôi. Thì các bạn sẽ xem video được cái giá ha. Một cây to bự như vậy quá tuyệt vời. Đây là một cái dòng ám ván trả nhất trong thời gian vừa qua của công ty mình, đó là ám cổ Văn Giang. Thì ám cổ Văn Giang á, thì là những cây này đang được nhổ kia vậy à, ha. Thì chúng ta sẽ thấy là nó tuyệt vời vì cây nó sai bự, bình thường cứ mua nhỏ không. Đây, nếu các bạn đã từng coi những cuộc livestream mình bán những cây ám cổ Văn Giang của công ty mình thì sẽ biết, thì những cây ám cổ Văn Giang này thì bên mình sẽ bán với giá thật bình dân cho các bạn chơi. Thì ám cổ Văn Giang này là sai cây nó như vậy cho chúng ta ha. Một cơ hội để chúng ta mua một cây ám cổ Văn Giang mà cuối năm nó có bông luôn các bạn. Những cây gì là cuối năm dư sức có bông rồi. Còn nếu các bạn ít hơn thì chúng ta có thể mua những cây ám cổ Văn Giang sai nhỏ hơn, sai nhỏ nhỏ vậy. Còn nếu chúng ta có tiền hơn thì chúng ta mua mắc hơn một chút đỉnh thôi, nhưng mà mua được cái sai bự như vậy, rất là to bự, thêm một chút xíu tiền thôi chứ không có bao nhiêu hết các bạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ chọn lựa những cây ám cổ Văn Giang đặt hàng bên công ty mình. Nếu các bạn có nhu cầu chụp hình thì bên nhân viên mình sẽ gửi hình cho các bạn xem. Trong thời gian qua thì bên mình có bán những cây ám như là ám mắt châu, vẫn còn có hàng ám mắt châu, ám cổ Văn Giang, ám Hòa Bình. Thì cây ám cổ Văn Giang là một cây đẹp nhất các bạn ha, thì chúng ta có thể mua cây này chơi để tuyệt vời trong cái bộ sưu tập của chúng ta, nó đẹp không thua gì cây năm cánh trắng các bạn. Cây ám nó là một cây nó cánh nó trắng và nó hơi phớt nhẹ hồng. Nếu chúng ta chơi cây hồng cũng là một cây tuyệt đẹp bắt tiền, những cây hồng như cây hồng Yên Thủy, những hồng Mỹ Nhân đó, hồng Nhật Hạ thì nó cũng phớt hồng, thì cây ám nó cũng là một dạng hồng nhưng nó chưa được lên màu hồng, nó chỉ phớt nhẹ cái tím hồng thôi nên nó gọi là cây ám. Thì cây ám á, thì nó như vậy nên chúng ta chơi mà giá tiền rất rẻ hơn gấp trăm lần cái cây năm cánh trắng. So với cây năm trắng Phú Thọ mà như vậy thôi thì thôi, giá tiền nó mấy chục triệu, trăm triệu. Còn bây giờ mua cây ám về có vài trăm ngàn chúng ta chơi, để chơi bông thì tuyệt vời các bạn ha. Thì chúng ta có thể lựa ngay những cây ám cổ Văn Giang này để chơi. Các bạn đặt hàng thì cũng vào trang web siêu thị mình, hoặc là các bạn liên hệ công ty mình, hoặc là qua số Zalo đều được hết. Xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.